Cách đây vài ngày chúng ta cũng có nghe một đoạn tin mừng của Thánh Gioan, và trong đó chính Thánh Gioan cũng nói Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, và Ngài là sự sống, và ai tin vào Ngài thì cũng sẽ được sự sống đời đời, và dẫu cho người đó có tin rồi và có chết rồi thì cũng được sống đời đời, tức là sống lại với Chúa. Rồi ngày hôm nay cũng Thánh Gioan thì chúng ta là nghe nói rằng ai mà ăn thịt của Chúa Giêsu Kitô và uống máu của Chúa Giêsu Kitô thì cũng được sống đời đời. Hai câu nói này phải liên quan với nhau, bởi vì nếu chỉ nói là tin thôi và tin Ngài thì được sự sống đời đời thì cũng chưa chắc. Bởi vì còn rất là nhiều người đang sống trong xã hội ngày hôm nay, họ có thể họ nói tôi tin Chúa mà họ không có thực hành đạo. Rồi bên cạnh đó có những người có thể tưởng rằng và thấy họ đến nhà thờ và rước mình Thánh Chúa, tức là ăn thịt ta và uống máu ta, nhưng cũng chưa chắc là có sự sống đời đời. Bởi vì đó là những người mà có thể chỉ làm theo sự ép buộc mà thôi, chứ không phải là lòng tin. Cho nên hai điều này phải kết hợp với nhau, là phải tin vào Thiên Chúa là Cha, ngôi Cha, ngôi Hai và ngôi Ba, rồi đồng thời cũng phải tin là ngôi Hai là Con một Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu tử nạn, chịu chết phục sinh, tức là những điều Chúa Giêsu Kitô dạy phải tin. Và đồng thời một điều nữa là chúng ta phải sống xứng đáng để chúng ta đón nhận mình và máu của Ngài một cách được xứng đáng hơn. Nó đi với nhau, nó là một gọi là chuỗi móc xích trong đức tin của chúng ta để đi với nhau, chứ không thôi thì cứ chặt chỗ này ra, lấy chỗ kia nọ dắt lại với nhau, thì chúng ta nói thôi cứ tin thôi, như một số những người mà ngày nay là không mệnh danh là Kitô hữu, nhưng mà họ cứ nói tôi tin có Thượng Đế hoặc là tôi tin có Chúa là được rồi. Ngoài ra nó cũng có một điều này mà giáo hội cũng nhắn nhủ chúng ta nên biết một chút xíu từ Công đồng Vatican II, đó là có những người thật sự là họ không biết Thiên Chúa trong cuộc sống, có những nơi hẻo lánh hoặc là như thế nào đó ở cái môi trường sống, họ không thể nào biết được Thiên Chúa và không có cách nào tin mừng của Chúa Giêsu đến với họ để mà họ nhận biết được ông Giêsu Kitô là ai. Nhưng đây mới là điểm nhấn của giáo hội. Nhưng họ sống một cuộc đời của họ hoàn toàn theo đúng là thánh ý của Thiên Chúa, tức là họ ăn ngay và ở lành, họ không làm một điều gì gọi là gian ác cả, nhưng họ sống theo tiếng nói của lương tâm. Và giáo hội định nghĩa rằng lương tâm chính là tiếng nói đầu tiên của Thượng Đế, của Thiên Chúa ngỏ lời với con người, với nhân loại. Và nếu những người này họ chỉ sống theo lương tâm của họ, một lương tâm ngay thẳng nha, chứ không phải là một lương tâm gọi là quá nhiều khúc mắc hoặc là mưu mô, một lương tâm gọi là ngay thơ, ngay thẳng và chính chắn, thì giáo hội Công đồng Vatican II có nói chính những người này Thiên Chúa cũng sẽ thưởng ban cho họ phần thưởng đặc biệt trong thánh ý của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta cũng đừng ngỡ ngàng khi tại sao nhiều khi chúng ta lại thấy giáo hội cứ nói rằng là có các chư thánh ở trên trời, bởi vì còn rất là nhiều các thánh mà giáo hội không thể nào biết được, nhưng mà họ chính là những là thánh đó, nhưng mà giáo hội không thể nào tìm cách để mà chứng minh, để mà phong thánh cho họ, nhưng tin chắc rằng là họ đang hiện đang ở trên trời với Thiên Chúa và Đức Mẹ và các thánh. Cho nên chúng ta có cái câu là chư thánh hoặc là các thánh nam nữ chung chung cầu bầu cho chúng ta. Nói tới đây thì con cũng muốn khuyến khích quý ông bà và anh chị em chúng ta cứ tiếp tục
sống theo những gì mà lời Kinh Thánh Chúa Giêsu Kitô giảng dạy mọi người chúng ta. Và bên cạnh đó, nếu như chúng ta chưa thực hiện được những gì Chúa Kitô dạy chúng ta, thì chúng ta cứ bám vào cái lương tâm ngay thẳng và cái lương tâm gọi là ngây thơ của mình nữa. Để ở đó chúng ta sẽ thấy được tiếng nói đầu tiên của Thiên Chúa nói với chúng ta. Và cuối cùng, vị thánh ngày hôm nay mà giáo hội vẫn hàng gọi đó là thánh cả, gọi là giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài có định nghĩa là nếu mỗi một con người của chúng ta, Ngài dựa trên công đồng Vatican II và Ngài tiếp tục triển khai thêm, cứ mỗi một con người chúng ta sống theo cái lương tâm của chúng ta và chúng ta sống đúng cái lương tâm mà chính Thiên Chúa là tạo dựng mọi người chúng ta, là chúng ta đã có một phần thưởng rồi. Vì thế sau cùng thì con cũng nhắn nhủ thêm, xin tất cả chúng ta nếu ngày hôm nay chúng ta phải rơi vào những việc khó xử trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta còn có lương tâm.